Chào mừng các bạn đã đến với bản tin mới nhất từ kênh Thái Hải TV. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các bản tin mới nhất từ kênh nhé. Thái Hải TV, sôi động cùng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Chào các bạn, hôm nay thì kênh Thái Hải TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái lịch thi đấu chính thức cũng như là kênh trực tiếp các cái trận đấu tại AFF Cup năm 2022. Như vậy là World Cup đã khép lại và Argentina chính là cái đội bóng lên ngôi vô địch tại kỳ World Cup 2022, và sau đó là cái giải AFF Cup. Chúng ta hãy cùng quan tâm tới cái giải đấu này vì có đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, một cái giải đấu rất là có ý nghĩa khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo là sau cái AFF Cup này sẽ nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam nha quý vị. Và chúng ta là mục tiêu lấy lại được cái chức vô địch từ tay Thái Lan mà họ đã lấy lại từ tay chúng ta từ 2 năm trước, và bây giờ là cái hành trình để mà lấy được cái danh hiệu cuối cùng để tặng cho huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi rời bóng đá Việt Nam. AFF Cup là giải đấu bóng đá vô địch bóng đá Đông Nam Á tổ chức 2 năm một lần. Năm 2022 có 10 đội tuyển trong khu vực tham dự, gồm các cái đội tuyển như sau, chia làm hai bảng. Bảng A gồm có Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Brunei. Bảng B gồm có Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào nha quý vị. AFF Cup năm 2022 thì vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 và đến ngày 3 tháng 1 năm 2023. 4 trận bán kết diễn ra vào các ngày 6 và ngày 10 tháng 1 năm 2023. 2 trận chung kết diễn ra vào các ngày 13 và 16 tháng 1 năm 2023. Vòng bảng AFF Cup năm nay sẽ diễn ra theo cái thể thức vòng tròn. Mỗi bảng có 5 đội tham gia, mỗi đội có 2 trận đá trên sân khách và sân nhà. Vòng bán kết và chung kết áp dụng thể thức lượt đi và lượt về nha quý vị. Đó, để theo lịch đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu 2 trận sân nhà, đón tiếp Malaysia vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 và Myanmar vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, làm khách trên sân Lào vào ngày 24 tháng 12 năm 2022 và làm khách trên sân Singapore vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Thật sự là tới bây giờ thì Thái TV đã cập nhật được cái kênh để mà trực tiếp tất cả các trận đấu này. FPT Telecom là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng tất cả các trận đấu tại AFF Cup năm 2022. Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng và trực tiếp các cái hạ tầng cáp mặt đất, vệ tinh, internet di động và trình chiếu công cộng công khai trên các cái trang mạng xã hội tại 4 nước Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. Và các cái trận đấu này sẽ được trực tiếp hiện tại bây giờ là trên kênh FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ. Quý vị và các bạn cũng có thể là click vào đường link phía dưới phần mô tả của các cái bản tin AFF Cup năm nay của kênh Thái TV là sẽ xem được trực tiếp trận đấu mà không cần tìm kiếm trên mặt công nha quý vị. Xin nhắc lại là FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ. Và bây giờ là cái lịch thi đấu cụ thể như sau. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2022 thì sẽ diễn ra hai trận đấu ở bảng A, đó chính là Campuchia gặp Philippines vào lúc 17 giờ, Brunei sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19:30. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng B giữa đội tuyển Lào gặp Việt Nam, sẽ diễn ra vào 19:30 và Myanmar gặp Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ. Còn vào ngày 23 tháng 12 năm 2022 thì sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng A, đó chính là Philippines gặp Brunei vào lúc 17 giờ, còn Indonesia sẽ gặp Campuchia vào lúc 19:30 nha quý vị. Đó, tới ngày 24 tháng 12 năm 2022 sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng B, đó chính là Singapore sẽ gặp Myanmar vào lúc 17 giờ và Malaysia sẽ gặp Lào vào lúc 19:30. Và tới ngày 26 tháng 12 năm 2022 thì sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng A,
đó chính là Brunei gặp Indonesia diễn ra vào lúc 17 giờ và Thái Lan gặp Philippines diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút. Ngày 27 tháng 12 năm 2022 sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng B, đó chính là Lào gặp Singapore vào lúc 17 giờ, Việt Nam gặp Malaysia vào lúc 19 giờ 30. Tới ngày 29 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng A, đó chính là Campuchia sẽ gặp Brunei vào lúc 17 giờ và Indonesia sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19 giờ 30. Tới ngày 30 tháng 12 năm 2022 thì sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng B, đó chính là Việt Nam gặp Singapore vào lúc 19 giờ 30 và Myanmar gặp Lào vào lúc 17 giờ nha quý vị. Tới ngày 2 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng A, đó chính là Thái Lan gặp Campuchia diễn ra vào lúc 19 giờ 30 và Philippines gặp Indonesia diễn ra cũng vào lúc 19 giờ 30 luôn. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 thì là sẽ diễn ra hai cái trận đấu tại bảng B, đó chính là Việt Nam sẽ đụng độ với Myanmar vào lúc 19 giờ 30, còn Malaysia sẽ đụng độ với Singapore vào lúc 19 giờ 30 luôn quý vị. Đó thì đó chính là những cái lịch thi đấu toàn bộ các cái trận đấu tại vòng bảng của AFF Cup. Tất cả các trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ. Quý vị và các bạn cứ click vào đường link phía dưới phần mô tả tất cả video của ITV đăng về AFF Cup là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này mà thôi. Và bây giờ là cái lịch thi đấu bán kết của AFF Cup năm 2022 như sau. Bây giờ thì cái vòng bảng chưa có thi đấu cho nên chưa biết được cái đội nào là đã lọt vào bán kết hay là chung kết, nhưng mà ITV cũng không bắt cái thời gian luôn nha quý vị. Quý vị và các bạn đã biết rồi, chúng ta có hai bảng thì đội nhất bảng này sẽ đấu với gì bảng kia và nhất bảng kia đấu với gì bảng này. Đó thì trận bán kết một lượt đi thì sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên ba kênh, đó chính là FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19:30. Còn vào ngày 7 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra trận bán kết hai lượt đi, sẽ được tường thuật trực tiếp trên các hệ thống kênh FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ luôn, và sẽ diễn ra vào lúc 19:30 phút. Đó, cái trận bán kết một lượt đi thì sẽ là cuộc đụng độ giữa đội nhì bảng A gặp đội nhất bảng B, còn cái trận bán kết hai lượt đi sẽ là cuộc đụng độ giữa đội nhì bảng B gặp đội nhất bảng A. Tới ngày 9 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra trận bán kết một lượt về giữa hai đội nhì bảng A và nhất bảng B. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên các cái kênh FPlay, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ như quý vị, và sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút. Tới ngày 10 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra trận bán kết hai lượt về giữa hai đội nhì bảng B gặp nhất bảng A, và trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh, đó chính là FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ, và sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút luôn. Tới cái ngày 13 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi, thưa quý vị, chung kết lượt đi giữa đội thắng bán kết 1 và đội thắng bán kết 2. Và ngày 16 tháng 1 năm 2023 thì sẽ diễn ra chung kết lượt về giữa đội thắng bán kết 1 và đội thắng bán kết 2. Và hai cái trận đấu chung kết lượt đi và lượt về đều diễn ra trong buổi khung giờ, đó chính là 19 giờ 30 phút. Lượt đi thì là ngày 13 tháng 1, lượt về thì ngày 16 tháng 1, nhắc lại. Và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh FPT Play, VTV2, VTV5 và VTV Cần Thơ luôn quý vị. Và bây giờ thì ITV xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video mới nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho ITV một like, một comment, một share, một subscribe để được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.